Lý do cá mập Trung Quốc ngừng mua vàng suốt 3 tháng qua. Theo Bloomberg, Ngân hàng Trung ương Trung Quốc PBOC đã không mua thêm vàng dự trữ trong tháng thứ 3 liên tiếp khi kim loại quý này tăng vọt lên mức cao kỷ lục. Cụ thể, theo Hội đồng Vàng Thế giới WGC, lượng vàng nắm giữ của PBOC vẫn ở mức 2.264 tấn. Năm 2023, PBOC đã bổ sung 225 tấn vàng vào kho dự trữ, mức tăng cao nhất kể từ 1977. Tuy nhiên, đến tháng 5, cơ quan này kết thúc đợt mua vàng kéo dài 18 tháng khi giá cả tăng cao. Giá vàng đạt mức cao nhất mọi thời đại vào tháng 7 khi các nhà giao dịch đặt cược vào việc nới lỏng tiền tệ từ Cục Dự trữ Liên bang Mỹ, Fed. Tại Trung Quốc, giá cao đã làm giảm doanh số bán lẻ các mặt hàng như đồ trang sức. Tuy nhiên, vàng thỏi ngày càng được ưa chuộng vì các nhà đầu tư tìm cách bảo vệ tài sản của mình trong lúc nền kinh tế giảm tốc. Nguồn tin nội bộ của WGC cho biết, việc Trung Quốc tạm dừng mua vàng là do giá cao. Nhu cầu mua vàng từ Trung Quốc đã hạ nhiệt khi giá vàng liên tiếp lập kỷ lục. Các chuyên gia cho rằng nhu cầu từ các nhà đầu tư tại Trung Quốc sẽ duy trì ở mức cao trong bối cảnh cuộc khủng hoảng bất động sản kéo dài và các ngân hàng trung ương mua vàng để dự trữ. Đáng chú ý, PBOC không phải là ngân hàng trung ương duy nhất dừng hoặc giảm mua vàng dự trữ khi giá tăng. Tính chung quý 2, các ngân hàng trung ương toàn cầu mua vào 183,4 tấn vàng, giảm 38,85% so với quý 1, theo WGC. Tuy nhiên, một số nhà phân tích tin rằng hoạt động mua vào của ngân hàng trung ương các nước sẽ vẫn là động lực chính cho vàng. Các chuyên gia cho rằng PBOC sẽ tìm cách để tiếp tục thu mua vàng khi có giá phù hợp để đa dạng hóa dự trữ ngoại hối và bảo vệ đồng nội tệ của mình. Các chuyên gia dự báo giá vàng sẽ lập kỷ lục cao mới trong nửa cuối năm nay. Ông Sao Kai Phan, giám đốc toàn cầu WGC, nhận định rằng các ngân hàng trung ương, vốn đã mua vàng ở mức lịch sử trong 2 năm qua, có thể sẽ tiếp tục là người mua mạnh trong năm nay. Trung Quốc có quy mô dự trữ ngoại hối lớn nhất thế giới, đạt 3.220 tỷ đô la Mỹ vào tháng 6. Tuy nhiên, tỷ trọng vàng trong tổng dự trữ chỉ 4,9%. Trước đó, Trung Quốc mất 9 năm để đạt tỷ lệ này, từ mức 1,8% vào năm 2015. Trong khi đó, tỷ lệ dự trữ vàng trong tổng dự trữ ngoại hối của các ngân hàng trung ương toàn cầu trung bình là 16%. Một số nền kinh tế lớn và phát triển có tỷ lệ này rất cao, như Mỹ đến 72,41% hay Nga là 29,47%. Ông Nitesha, chiến lược gia hàng hóa tại quỹ đầu tư WisdomTree, cho rằng với cơ sở và quy mô dự trữ ngoại hối lớn như vậy, PBOC sẽ mua vàng với khối lượng lớn hơn trong nhiều thập kỷ tới. Loạt đại gia tiêu dùng Mỹ gặp khó tại Trung Quốc. McDonald's, Coca-Cola hay Apple, các đại tiêu dùng của Mỹ, đều ghi nhận doanh thu sụt giảm tại thị trường Trung Quốc trong quý 2. Hàng thập kỷ qua, nhờ thị trường có quy mô khổng lồ và kinh tế tăng trưởng nhanh, Trung Quốc thu hút nhiều doanh nghiệp đa quốc gia. Nhưng vài năm gần đây, nền kinh tế lớn thứ hai thế giới tăng trưởng chậm lại, cạnh tranh gia tăng và căng thẳng thương mại với Mỹ đang gây sức ép lên lợi nhuận của doanh nghiệp ngoại. Tâm lý tiêu dùng tại Trung Quốc hiện khá yếu. Người dân thay đổi hành vi, họ săn khuyến mãi và mua ở nơi nào giá tốt nhất, Chủ tịch kiêm CEO McDonald's Christopher Kempczinski nhận xét sau khi công bố báo cáo tài chính quý 2. McDonald's cho biết doanh thu tại thị trường quốc tế giảm 1,3% so với cùng kỳ năm ngoái. Mảng kinh doanh của hãng đồ ăn nhanh này tại Trung Quốc cũng sụt, nhưng họ không tiết lộ số liệu cụ thể. Apple cho biết doanh số tại Trung Quốc đại lục giảm 6,5% trong quý 2 so với cùng kỳ năm ngoái. Johnson & Johnson cũng đánh giá thị trường tỷ dân này rất biến động, quy mô lớn nhưng kết quả dưới kỳ vọng. Sau khởi đầu năm mạnh mẽ, hãng thực phẩm General Mills ghi nhận sự đi xuống trong tâm lý tiêu dùng vào quý 2. Việc này ảnh hưởng đến lượng khách ghé thăm các cửa hàng kem Häagen-Dazs và bánh bao Wanchai Ferry do hãng sở hữu, khiến doanh số giảm 2 chữ số trong quý trước. Kết quả kinh doanh kém lạc quan đã tác động đến triển vọng của doanh nghiệp. Chúng tôi không kỳ vọng quay về mức tăng hai con số như tiền đại dịch, CFO P&G Andre Sutton cho biết tuần trước. Ông dự báo theo thời gian, doanh thu tại Trung Quốc sẽ cải thiện, nhưng chỉ quanh 5-6%, tương tự các nước phát triển. Quý trước, thu từ thị trường này của họ giảm 9%. Hãng điều hành khách sạn Marriott International cũng hạ dự báo mức tăng trưởng doanh thu trên mỗi phòng về 3-4% năm nay do thị trường còn yếu. Tính riêng quý 2, doanh số trên mỗi phòng của Marriott giảm 4%, một phần vì người dân chọn đi du lịch nước ngoài. Sau nhiều thập kỷ tăng trưởng nhanh nhờ cải cách mở cửa, kinh tế Trung Quốc gần đây chậm lại. Trong quý 2, GDP nước này tăng 4,7% so với cùng kỳ năm ngoái, chậm hơn đầu năm và thấp hơn dự báo của giới phân tích.
Bắc Kinh đang tìm cách thúc đẩy nhu cầu nội địa trong bối cảnh thị trường bất động sản khủng hoảng 3 năm qua, nợ chính quyền địa phương tăng và chi tiêu của doanh nghiệp yếu. Tuy nhiên, các số liệu gần đây cho thấy mục tiêu này còn nhiều thách thức. Hãng đồ uống Coca-Cola cho biết doanh thu của họ tại thị trường tỷ dân này giảm, trong khi số liệu này ở Đông Nam Á, Nhật Bản và Hàn Quốc tăng. Nền kinh tế lớn thứ hai thế giới đang chịu nhiều vấn đề cấu trúc như bất động sản và giá cả, Chủ tịch kiêm CEO Coca-Cola James Quincy nhận xét. Tuy nhiên, ông cho rằng doanh số giảm do công ty chuyển dần sang các sản phẩm nước khoáng có ga, trà và nước ép để thích nghi với khẩu vị địa phương. CEO Starbucks Lakshman Narasinghan thì cho biết họ phải đối mặt với hành vi chi tiêu thận trọng và cạnh tranh tăng suốt năm qua. Việc mở rộng số cửa hàng nhanh chóng và cuộc chiến giá trong lĩnh vực đồ uống tại Trung Quốc đã làm tăng chi phí, ăn mòn lợi nhuận của công ty này. Doanh số tại các cửa hàng của hãng giảm 14% trong quý 2 so với năm ngoái, trong khi ở Mỹ là 2%. Đối thủ lớn của họ tại Trung Quốc, Luckin Coffee, cũng ghi nhận mức doanh số sụt 21%. Cả hai công ty này đều chịu cạnh tranh lớn tại đây, từ Costi Coffee thuộc phân khúc bình dân đến thị phần cao cấp như Beat. Hãng đồ uống này cho biết mảng kinh doanh ở thị trường tỷ dân mang về mức tăng hai con số trong nửa đầu năm. Dù vậy, không phải thương hiệu hàng tiêu dùng nào cũng gặp khó. Hãng thời trang Canada Goose cho biết doanh số tăng 12,3% lên 15,9 triệu đô la Mỹ quý 2. Các hãng giày thể thao cũng ghi nhận tăng trưởng tốt, Nike tăng 7% doanh thu trong quý 2. Dù triển vọng trong ngắn hạn đang yếu đi, chúng tôi vẫn tự tin vào khả năng cạnh tranh của hãng về dài hạn, giám đốc tài chính Nike Matthew Friend cho biết. Tương tự, Adidas có doanh số tăng 9% trong quý 2. Thị trường này hiện đóng góp 14% doanh thu dòng cho hãng. CEO John Gordon cho biết Adidas vẫn tăng thị phần tại Trung Quốc mỗi tháng. Tuy nhiên, các thương hiệu địa phương đang cạnh tranh gay gắt. Nhiều công ty tự sản xuất và bán lẻ tại chính các cửa hàng của họ. Tức là tốc độ của họ rất nhanh và giá hấp dẫn với người tiêu dùng. Chúng tôi đang cố thích nghi với điều đó, ông nói. Skechers thì ghi nhận khoản thu tăng 3,4% ở thị trường tỷ dân này. Hãng này kỳ vọng nền kinh tế lớn thứ hai thế giới tiếp tục phục hồi và tình hình khởi sắc hơn vào nửa cuối năm. Dù vậy, chúng tôi vẫn theo dõi thận trọng, giám đốc tài chính Skechers John Vandermore cho biết. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Để tìm hiểu thêm những thông tin khác liên quan tới các vấn đề về thị trường, kinh tế, doanh nghiệp, mời quý vị truy cập vào website của chúng tôi tại địa chỉ www.kinhtechungkhoan.vn để theo dõi. Nếu thấy hay, hãy nhấn like và đăng ký kênh để ủng hộ Tòa Soạn có thêm động lực sản xuất nhiều video hay phục vụ quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại!